Kính chào quý vị, kính chúc quý vị có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Đây là chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày của Khỏe Tự Nhiên. Và hôm nay, kính mời quý vị đến với chủ đề rất hấp dẫn dành cho những người phải ngồi trước máy vi tính nhiều. Đó là vấn đề bảo vệ đôi mắt, cửa sổ tâm hồn. Và để giúp cho quý vị tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, Nguyên Ngọc xin phép được giới thiệu MC Thùy Dương sẽ đồng hành trong chương trình này. Kính mời quý vị cùng đón xem và xin mời MC Thùy Dương. Cảm ơn biên tập viên Nguyên Ngọc. Thùy Dương rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày của Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, hiện nay máy tính được xem như là vật bất ly thân của dân văn phòng và người lao động hiện đại. Dù không phủ nhận lợi ích của máy tính, nhưng trên thực tế, việc sử dụng máy tính không đúng cách đã gây ảnh hưởng rất nhiều đến mắt và gây nhiều hội chứng liên quan như nhìn mờ, khô mắt, căng mắt, nhìn đôi, mắt khó tập trung và thường xuyên đau đầu, đau cổ, mệt mỏi. Sau 8 tiếng nơi công sở, tất cả các bộ phận khác của cơ thể đều có thể được nghỉ ngơi, nhưng mắt vẫn cần phải điều tiết ngay cả khi bạn xem TV hoặc ngồi thư giãn buổi tối. Vậy, muốn chăm sóc cửa sổ tâm hồn, cần chú ý những gì và dùng loại thảo dược nào để chăm sóc nó? Theo dược sĩ Ngô Nghi Trân, tới từ chuyên khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Côn Minh, thành phố Đài Bắc, muốn bảo vệ và phòng ngừa các bệnh về mắt, ngoài sử dụng các loại dược phẩm chuyên dụng, còn có thể thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống để bảo vệ mắt. Uống trà cũng có thể hỗ trợ bảo vệ mắt rất hiệu quả. Hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một loại thượng phẩm bảo vệ mắt mà trong đông y không thể thiếu, vô cùng hữu hiệu mà lại dễ sử dụng. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trà kỳ tử, thượng phẩm bảo vệ mắt cho người dùng máy tính nhiều. Trong dân gian, kỳ tử còn có tên là minh mục tử, có nghĩa là quả sáng mắt. Theo đông y, kỳ tử nhuận và bổ, lại có khả năng giải nhiệt nên là vị thuốc trọng yếu để bổ thận nhuận phế, sinh dịch mới và ích khí, truyền chữa chứng càn thận âm hư mà sinh nhiệt bên trong. Là vị thuốc bổ tinh, sáng mắt, được coi là thượng phẩm đối với người già, vốn phần âm đã hư hào 7-8 phần. Quả kỳ tử đặc biệt giàu zeaxanthin, một chất chống oxy hóa được biết đến với những lợi ích tuyệt vời cho đôi mắt. Ăn loại quả này được coi là một biện pháp điều trị tự nhiên cho bệnh thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi già. Zeaxanthin trong quả mọng cũng sẽ bảo vệ mắt khỏi tác động của tia cực tím, các gốc tự do và các dạng trầm cảm khác nhau. Các thầy thuốc đông y cho rằng can là cơ quan có chức năng tàng huyết, chủ về cân, khai khiếu ở mắt, thận tàng tinh, chủ về xương, khai khiếu ở tai. Hai cơ quan này đều nằm ở phía dưới của cơ thể, còn gọi là hạ tiêu, có chức năng tương hỗ lẫn nhau. Nếu can thận âm hư thì tinh và huyết đều thiếu nên không thể nuôi dưỡng mắt đầy đủ được mà phát sinh những chứng trạng hoa mắt, mắt mờ, thị lực giảm sút, v.v. Kỳ tử là vị thuốc vào được cả kinh can và thận, một mặt bổ ích thận tinh, một mặt bổ dưỡng can huyết, nên có thể chữa được các chứng bệnh như đầu choáng mắt hoa, nhìn mờ, tai ù, điếc, lưng đau gối mỏi, di tinh, liệt dương, v.v. Tăng diệp có vị đắng ngọt, tính hàn, vào phế và can, có tác dụng phát tán phòng nhiệt, thành can minh mục, thành phế chỉ khái. Dùng cho các trường hợp cảm mạo phong nhiệt, đau đầu, đau mắt đỏ, viêm phế quản, ho khan ít đờm, khát nước khô miệng. Hàng ngày, có thể sử dụng trà kỳ tử cúc hoa để bổ mắt. Người thường xuyên bị cay mắt có thể uống trà tăng diệp kỳ tử. Các cách pha trà kỳ tử dưỡng mắt. Cách thứ nhất, trà kỳ tử cúc hoa có tác dụng làm sáng mắt và chữa đau đầu, chóng mặt. Nguyên liệu: kỳ tử 20g, táo đỏ 3 quả, cúc hoa 6g. Cách làm: rửa sạch những nguyên liệu trên, cho vào nồi thêm 1 lít nước, đun sôi, sau đó giảm lửa đun thêm 10 phút, uống thay nước hàng ngày. Cách 2. Trà tăng diệp kỳ tử. Nguyên liệu: tăng diệp 10g, kỳ tử 15g, quyết minh tử giang 10g. Cách làm: trần các nguyên liệu qua nước sôi, dùng 200ml nước hãm như pha trà, uống được một nửa lại thêm nước, uống 2-3 lần cho tới khi nhạt. 3. Trà kỳ tử đơn giản. Chỉ cần mỗi ngày lấy 15g kỳ tử hãm với nước sôi trong bình kín, sau chừng 15 đến 20 phút là có ngay một thứ nước màu đỏ đẹp và thơm ngon. Trà kỳ tử vừa có tác dụng giải khát thay trà trong ngày, lại vừa có công năng phòng trị bệnh, rất tốt cho người làm việc trí óc và phải dùng máy tính nhiều.
để nâng cao tác dụng của trà kỳ tử. Tùy theo thể chất và chứng trạng cụ thể, người ta có thể ra thêm một số vị thuốc khác như mạch môn và ngũ vị tử để cải thiện trí nhớ và làm cho tinh thần tỉnh táo. Thảo quyết minh, đan sâm và hà thủ ô bổ gan thận và làm hạ mỡ máu. Đương quy và đại táo dưỡng huyết, làm tăng hồng cầu trong máu ngoại vi. Toàn táo nhân và ngũ vị tử dưỡng tâm an thần. Đông trùng hạ thảo bổ thận tráng dương. Các cách chăm sóc mắt đơn giản cho người ngồi máy tính nhiều. Để bảo vệ mắt bạn trong nhiều giờ đồng hồ ngồi trước màn hình máy vi tính, các chuyên gia đã khuyến nghị một số cách đơn giản sau. Cách 1. Cho mắt nghỉ ngơi bằng quy tắc 20-20-20. Sau khi sử dụng máy tính và thiết bị di động trong nhiều giờ, mắt thường bị mệt mỏi vì các cơ phải hoạt động liên tục để nhận biết và quan sát nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau. Vì thế, bạn nên áp dụng quy tắc 20-20-20. Sau mỗi 20 phút, hãy dành cho mình 20 giây để kiểm tra xem điều gì đang diễn ra cách bạn 20 feet, tương đương với 6 mét. Sự nghỉ ngơi này sẽ giúp mắt và hệ thần kinh được thư giãn, mắt điều tiết lại, hạn chế được căng thẳng và nhức mỏi mắt. Cách 2. Giảm chói sáng bằng cách lau sạch màn hình và đảm bảo rằng màn hình là vật sáng chói nhất trong căn phòng. Bạn nên ngồi cách xa màn hình một cánh tay, không nên để màn hình nghiêng mà đặt màn hình ngay dưới tầm mắt. Nhắc nhở bản thân chớp mắt vì thông thường khi chăm chú làm việc, đa số mọi người quên chớp mắt, chớp ít hơn hẳn so với bình thường. Cách 3. Massage cho mắt. Trước khi ngủ, bạn nên dành ít phút massage nhẹ nhàng vùng mắt, giúp mắt thư giãn và hạn chế nguy cơ giảm thị lực. Vùng da xung quanh mắt là nơi dễ bị lão hóa nhất trên khuôn mặt do vùng da này mỏng, dễ bị khô, ít các tuyến mỡ và tuyến mồ hôi. Cách thực hiện đúng là dùng ngón tay xoay nhẹ nhàng vòng quanh mắt, vuốt nhẹ vùng bầu mắt trên và bầu mắt dưới, dùng tay day giữa hai chân mày và sau đó là ở huyệt hai bên cánh mũi. Nên rửa tay sạch trước khi massage để tránh gây viêm nhiễm cho mắt. Cách 4. Hãy lưu tâm đến chế độ ăn giàu vitamin A để bảo vệ sức khỏe cho mắt. Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn bảo vệ thị lực của mình tốt hơn. Bạn nên ăn đầy đủ các dưỡng chất, đặc biệt bổ sung thêm vitamin A cho cơ thể trong các loại rau củ, trái cây, trong các món ăn hàng ngày. Ăn uống đầy đủ sẽ loại bỏ những nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, quáng gà và các vấn đề mắt khác. Quý vị thân mến, đôi mắt không chỉ là một bộ phận trên cơ thể giúp chúng ta thuận tiện hơn trong sinh hoạt hàng ngày, mà còn là nơi thể hiện cảm xúc và tình cảm với mọi người xung quanh. Nếu quý vị đang có thói quen sử dụng điện thoại hay máy tính liên tục cả ngày, chúng ta cũng nên thay đổi thói quen này để bảo vệ thị lực của mình khỏi ánh sáng xanh từ màn hình máy tính. Cái điều này sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc sinh học trong cơ thể. Hãy giữ thói quen tốt để luôn có một đôi mắt khỏe đẹp quý vị nhé! Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chủ đề ngày hôm nay của Sống Khỏe Mỗi Ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.